Ok, chào các bạn. Hôm nay mình sẽ nói cho bạn về vấn đề định nghĩa về Family Time và Identity Data là cái gì trong Family. Thì các bạn mở dự án Revit lên, thì ở đây mình sẽ mở một dự án mẫu của Template Revit. Thì các bạn thấy đây là dự án về HVAC và cơ điện ha. Thì đầu tiên, ví dụ đối với trong Revit ấy, thì mỗi đối tượng đều là một Family, thì trong đó có miệng gió, ở đây mình chọn miệng gió ngẫu nhiên đi ha. Thì ở đây nói đây là cái miệng gió cung cấp gió tươi này, và với cái thông số là 600, 600 và 250 nét, tức là nét là cái cổ và cái cổ gió chỗ này ha, chỗ này cái miệng gió là 600, 600. Rồi bây giờ bạn nhấn cho mình cái Identity và nhấn Edit Type ha. Thì trong Edit Type thì nó có một cái thông số gọi là Family Type, Family Type và một cái nữa là Identity Data. Như vậy Family Type là cái gì và Identity Data là cái gì? Thì trong Family thì tùy theo nó sẽ có nhiều loại, nhiều dạng khác nhau. Ví dụ mình chọn là Supply, Diffuser thì một kiểu khác. Ok ha. Rồi tiếp theo bây giờ nhấn Edit Type. Edit Type là mình chọn lại này. Nó là gì? Supply Diffuser mà Rectangular Face Round Neck. Ok. Rồi thì trong Family Type ấy, thì nó sẽ có, thứ nhất là nó có những loại tên của Family khác nhau. Cái thứ hai là kích thước khác nhau. Ví dụ ở đây mình sẽ tạo một cái Family Type mới. Thì nó bao gồm các cái thông số dưới đây, trong Dimension, Constraint, Mechanical Flow và cả Identity Data. Ở đây mình sẽ tạo một cái mới là WK. Rồi, mình nói là 600, 600 nhưng mà cái net của nó là 200, 250 và 300. 300. Ok, rồi. Sau khi xong rồi các bạn làm gì nữa? Tiếp theo là các bạn sẽ điều chỉnh cái phần kích thước nằm bên trong của cái phần Family Type. Thì ở đây á, ở đây mình sẽ nói là topic 1, topic 2 là cái cổ đó là 300, như vậy 250, đúng không? Như vậy nó sẽ là 280 này. 280. Ok. Rồi, tiếp theo cái miệng gió vẫn giữ nguyên là 600, 600. Rồi sau đó bạn nhấn ok. Thì lập tức bây giờ là cái miệng gió sẽ thay đổi vẫn 600, 600, 300 nhưng mà do cái ống này nó là 250. Rồi, các bạn coi ha, nó thay đổi ha. Như vậy là trong phần miệng gió bạn thấy là nó sẽ có thêm những cái kích thước, ví dụ như là 250 nét hoặc là 200 nét đó, thì tùy theo đối tượng là ống là như thế nào, ống tròn hay là ống hình chữ nhật, thì cái miệng gió này nó sẽ có những cái tính chất là cổ tròn hay là cổ hình chữ nhật ha, vân vân. Thì đây chính là phần nói về phần Family Type. Rồi tiếp theo mình nói tiếp cái phần Identity Data. Thì Identity Data là bao gồm những cái thông tin mà họ đưa vào bao gồm có ví dụ như là nhà sản xuất, rồi địa chỉ web, mô tả, giá cả, vân vân, và những cái sample code dành riêng cho từng sản phẩm một ha, thì gọi là Identity Data. Rồi ok, thì cái phần Identity Data này mình có thể thay đổi hay không, thì các bạn có thể thay đổi bằng cách nào, và nhấn chuột trái hai cái vào trong đối tượng Family ha. Thì trong đây nó sẽ có nhất là Family Type. Đây là cái nơi bạn tạo WK. Mới nãy mình sẽ tạo trực tiếp ở ngoài dự án, bây giờ nó có sẵn như vậy luôn cho mình luôn. Các bạn có thể nhấn phím New Tag để tạo một cái tiện cơ mới, ví dụ như nó là 600 nhân 600 bằng cách trái nó là 350 next. Ok, rồi tiếp theo bạn thay đổi cái kích thước bên trong, ví dụ 350 thì bạn cho nó là khoảng 340 350, hoặc cho luôn bằng 350 cũng được, bạn 350 đi, 350. Ok à. Thì đây là cái cách để dùng để tạo ra một cái Family Type mới nha. Rồi tiếp theo trong phần Identity các bạn, Identity Data, và click xuống như này. Thì để tạo một cái mới, một cái tham số mới, bạn nhấn New Parameter. Parameter là gì? Thứ nhất là gì? Nhà sản xuất. Hoặc là bạn chọn nó một cái tên khác. New Data, New Parameter. Rồi. Tiếp theo bạn chọn loại của nó là Common, ha, Discipline, là dùng chung với các bộ môn. Tiếp theo cái kiểu đó là kiểu tag, rồi bạn nhấn. Thì ở vị trí này á, thì các bạn sẽ lưu ý cho mình nè,
Cái identity á, nếu trường hợp bạn chọn type thì cái biến này nó sẽ nằm trong family thôi nha. Còn trường hợp bạn chọn là instant á, thì nó sẽ hiện ra ngoài nha. Ok rồi, và tức là mình thấy là nó xuất hiện một cái biến mới, nó là new frame new parameter text. Ở đây mình sẽ điều chỉnh lại tí xíu các bạn, mình nhấn chữ edit parameter, bạn chọn cho mình là cái kiểu nó là identity data rồi nhớ ok. Thì lúc bây giờ các bạn thấy là nó sẽ nhảy xuống chỗ phần new parameter identity data, tiếp theo bạn nhấn apply và nhấn ok và bạn slot vào dự án để lên. Rồi như vậy là cái thông số đã nó được xác định, thì bạn chọn là miệng gió ha, và bạn sẽ chọn cho mình là edit type và bạn kéo xuống và thấy một cái thông số xuất hiện, nó là gì? Là new parameter, nếu bạn chọn cái kiểu là 350. Ok các bạn nha, rồi các bạn làm theo ha.